Chúng ta đang ở bài Unit 1 Hobbies. Chúng ta đã qua chương Getting Started, A Closer Look 1, A Closer Look 2. Và hôm nay thì chúng ta sẽ qua phần Communication. Cô sẽ hướng dẫn cho chúng ta cái cách nói về sở thích của mình. Mục tiêu của bài ngày hôm nay đó là chúng ta sẽ học nói về likes and dislikes. Nếu có sách thì các em học sinh chúng ta lật sách ra trang số 13 nha. Và nếu như không có sách thì chúng ta hãy nhìn lên màn hình. Talking about likes and dislikes. Thì các bạn nghĩ trước khi chúng ta nói chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải nghe, có phải không? Và bây giờ cô sẽ cho chúng ta cùng nghe cái cuộc nói chuyện giữa bạn My và bạn An, đúng không? Rồi chúng ta cùng nghe My nói gì nha. You like reading books? Yes, very much. Especially books about science. What about painting? Do you like it? No, I don't. I'm not interested in art. My hỏi là, do you like reading books? Cậu có thích đọc sách không, An? Hỏi An như vậy đó. An nói, yes, very much. Có, nhiều lắm chứ. Thế cho nên khi mà mình thích cái gì nhiều á, thì mình sẽ nói là very much. Especially books about science. Đặc biệt nè, là những quyển sách về khoa học. Để ý câu hỏi mà My hỏi An nè. My hỏi tiếp, what about painting? Thế còn hội họa thì sao? Vẽ thì sao? Do you like it? What about painting? Do you like it? An trả lời là, no I don't. I'm not interested in art. Thế trong đây chúng ta hãy chú ý xem, khi mà mình hỏi ai đó có cái sở thích gì, các bạn thấy chúng ta có cái mẫu câu nào? Chúng ta có do you like. Muốn hỏi ai đó thích cái gì thì do you like. Và sau đó sao like thì mình cộng cho danh từ. Còn nếu như mà sao like là động từ thì mình phải thêm ing vô để cho nó biến thành danh từ. Hiểu chưa? Do you like reading books? Chúng ta có động từ read nên mình sẽ thêm ing vào cho nó thành danh từ. Sao động từ like, động từ thêm ing. Rồi, Sammy còn có cấu trúc câu như nè. What about? Còn cái này thì sao? Tô màu thì sao? Khi mà mình nói nhanh á, thì mình đá cái chữ t này qua chữ a. What about? What about? What about painting? Ba mẫu câu cô vừa hướng dẫn cho chúng ta. Hỏi ai về cái sở thích thì chúng ta có mẫu câu gì? Do you like? What about? Đó là câu hỏi. Mình nói mình thích. Thì cái gì mà mình thích nhiều quá đó thì mình sẽ nói yes, very much. Và mình nói thêm đặc biệt là cái gì đó, về cái gì đó. Especially books about science. Còn nếu mà mình không thích thì mình sẽ nói như thế nào? Người ta hỏi do you like thì mình yes, thì mình yes I do, hoặc là yes very much. Còn nếu mà no thì no I don't. I'm not interested in art. Cô muốn các bạn chú ý đến cái giọng mà cô vừa tô màu lên. Not interested in đi với to be. Trong tiếng Anh á, thì chúng ta có to be. Interested in có nghĩa là nó bằng với like đó các bạn. Và sau đó thì chúng ta sẽ cộng cho một cái gì đó chúng ta thích. Thay vì mình nói là I like thì mình có thể nói I'm interested in. Thay vì mình nói tôi không thích, I don't like, thì mình có thể nói là I'm not interested in. Bây giờ cô mời chúng ta cùng nghe và lặp lại nha. Do you like reading books? Yes, very much. Especially books about science. What about painting? Do you like it? No, I don't. I'm not interested in art. Rồi bây giờ cô là My và các bạn là An nha. Do you like reading books? What about painting? Do you like it? Các bạn là My, cô là An nha. Yes, very much. Especially books about science. No, I don't. I'm not interested in art.
Và bây giờ chúng ta sẽ thực hành như thế nào? So let me ask you, do you like swimming? Bạn có thích cắm trại hay không? Thì chúng ta sẽ có câu như thế nào? Yes, do you like going camping? Hoặc là đi bộ á. Do you like jogging? Thích làm vườn không? Thì mình hỏi như sao? Do you like gardening? Rồi bây giờ mình hỏi là có thích nghe nhạc hay không? Do you like listening to music? Do you like swimming? Yes, thì các bạn sẽ trả lời là Yes, I do. I like swimming very much. Câu hỏi, do you like going camping? Các bạn không thích, các bạn nói là No, I don't like camping. I don't like going camping. Do you like jogging? Yes, I do. I like jogging. Do you like gardening? Yes, I do. I love gardening. Do you like listening to music? Yes, I do. I like listening to music very much. Mình có thể hỏi cái câu do you like rồi mình thêm những cái hoạt động mà mình đã được học. Cái bài trước cô có dạy rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ xem câu hỏi này có ý nghĩa gì nha. How much free time do you have a day? Bạn có thời gian rảnh bao nhiêu? What do you like doing every day? Mỗi ngày bạn thích làm gì? What do you not like doing? Là bạn không thích làm gì? What do you love doing in the summer? Bạn thích làm gì vào mùa hè? What do you like doing in the winter? Bạn thích làm gì vào mùa đông? Các em sẽ trả lời thông tin của các em. Amount of free time per day là cái lượng thời gian rảnh mỗi ngày. Things I like doing every day. Những thứ mà tôi thích làm mỗi ngày là things I don't like doing. Những thứ mà tôi không thích. Things I love doing in the summer. Những thứ tôi thích làm vào mùa hè. Things I love doing in the winter. Những thứ tôi rất thích làm vào mùa đông. Các bạn suy nghĩ câu trả lời trong đầu đi. Nếu các bạn hỏi cô là Lan, how much free time do you have a day? Thì câu trả lời của cô sẽ là I have 3 hours of my free time a day. So every day I have about 3 hours. Nếu các bạn hỏi cô là Lan, what do you like doing every day? Thì câu trả lời của cô sẽ là I like teaching English. What about you? Lan, what do you not like doing? I don't like sleeping. Cô không thích ngủ các bạn. Lan, what do you love doing in the summer? Thì cô nói là going on a holiday. Lan, what do you like doing in the winter? Cô không có mùa đông các bạn. Cô ở miền Nam, cô ở Cần Thơ. Nên thành ra cô nghĩ người Cần Thơ thì thích đi Đà Lạt vào mùa đông nhỉ? Cho nó lạnh đúng không? Các bạn có cái trả lời khác thì các bạn có thể cho cô biết nha. I have 3 hours of free time a day and I like teaching English. I don't like sleeping. I love going on a holiday in the summer and I love going to Đà Lạt in the winter. So what about you? Ví dụ như cái bạn này, bạn ấy tên là Linh đi. Thì cô sẽ nhìn lại cái này và cô viết một cái đoạn về Linh để cô nói về Linh. Rồi bây giờ chúng ta hãy căn cứ vào các em lớp 7 chú ý khi các em đã hỏi bạn của mình những cái câu hỏi này và các em đã có câu trả lời, các em ghi vô tập cái phần này trong sách giáo khoa ha. Rồi và sau đó các em sẽ tập viết về người bạn đó của mình. Được không? Rồi bây giờ chúng ta cùng viết về Linh nha. Và trong sách của chúng ta có cái câu trả lời mẫu như thế này. Cô nói là cô có 3 giờ rảnh thì cô sẽ nói là I have 3 hours of free time a day. Rồi bạn Linh thì có 2 giờ nên thành ra là bạn Linh khác cô. Cô sẽ dùng cái từ but my friend, mình bắt chước, has only. Only là chỉ. Nếu mình thấy ít quá thì mình dùng từ only. I have 3 hours of free time a day, but my friend Linh has only 2 hours. Cuối một câu thì mình chấm câu như vậy. I like listening to music every day. Còn bạn Linh thì hồi nãy có câu trả lời là thích học tiếng Anh. Thì thích nghe nhạc, thích học tiếng Anh thì nó cũng là cái chuyện học thôi, nên nó không có đối lập nghĩa, nên mình sẽ dùng liên từ and. And Linh
likes studying English. I don't like doing judo. Cô không thích chơi judo. And Lynn don't like playing football. In the summer thì cô thích đi du lịch nè. I love, cô rất thích thì cô nói là I love going on a holiday. Và bạn Linh thì cũng thích đi biển nữa. Thì các em lớp 7 khi mà các em phỏng vấn bạn của mình, các em ghi lại á, thì các em sẽ nhìn cái đó, các em viết lại, các em hiểu chưa? Okay, and Lynn loves going to the beach. In the winter, I love going to Đà Lạt in the winter. And Linh cũng vậy luôn, nên mình dùng and Linh. So and Linh loves going skiing in the winter. Các bạn thấy không? Và các em chú ý là chúng ta sẽ thấy I là động từ giữ nguyên đúng không? I have, I like, I don't like, I love. Nhưng mà ngôi thứ ba số ít thì sao? Linh động từ have thì ngôi thứ ba số ít thì nó thành has nè. Đây là thiền tẩy đơn đó các bạn. Đó, thêm s nè, đúng không? Like she nè. Còn thiền tẩy đơn I thì I don't like. Còn nếu mà she thì là doesn't like. Học thuộc lòng cái đoạn này là I have 3 hours of free time a day, but my friend Linh has only 2 hours. I like listening to music every day and Linh likes studying English. I don't like doing judo and Lynn doesn't like playing football. I love going on a holiday and Lynn loves going to the beach. I love going to Đà Lạt and Lynn loves going skiing in the winter. Và sau khi học thuộc xong á, thì các em tập là không có nhìn nữa và các em chỉ nhìn vào cái đoạn này để nói về bản thân mình thôi. I have 3 hours of free time, but Lynn has only 2 hours every day. I love teaching English and Lynn likes studying English. I don't like doing judo and Lynn doesn't like playing football. In the summer, I love going on a holiday and Lynn loves going to the beach. And in the winter, I love going to Đà Lạt and Lynn loves going skiing. Mình nhìn cụm từ rồi mình nói lại, các em làm được gì như vậy không? Rồi, cô đã kết thúc bài rồi đó các bạn. Đây là lộ trình từ A đến Z học tại website misslangenglish.com. Có điện thoại di động là các bạn học được. Sách thì cô tặng kèm từ vựng, ngữ pháp, nghe nói đọc viết được lồng ghép hết. Ai học chậm thì mình có thể xem video lại nhiều lần. A1 96 video, A2 57 video tự tin giao tiếp với người nước ngoài. Muốn luyện thi IELTS, muốn du học định cư thì các bạn học thêm giùm cô cái khóa B1 17 video nữa.